Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để dùng cái mẹt bẫy chích chòe này. Đây, cái mẹt này nguyên bản nó là cái mẹt để đi bẫy chích chòe, thì chuyên để đánh mồi ăn, đánh sâu, đánh dế. Thế nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để dùng cái mẹt này để bẫy chim cút. Thì bẫy chim cút thì thông thường nó phải dùng mồi. Dùng mồi tức là con mồi giả hoặc con mồi sống. Thế nhưng mà còn một cách khác không cần dùng đến con mồi, đấy là dùng gương. Thì anh em, chắc là anh em cũng ở đây thì cũng có nhiều người đã từng xem những cái video mà anh em dùng gương để đi bẫy cút. Thì ở đây mình có chuẩn bị hai cái mảnh gương này này. Cái mảnh gương này thì cũng rất là rẻ thôi anh em ạ. Anh em có thể mua ở các chỗ người ta cắt gương kính ấy, thì nó chỉ tầm độ 10.000 một mảnh thôi. Hoặc là anh em nào khi mua bẫy mà có nhu cầu mua gương này thì bảo mình, thì mình sẽ gửi cá cho anh em luôn. Thì gương này thì 10.000 một mảnh thôi, hai mảnh này là 20.000. Thì khi chúng ta lắp vào đây thì nó được hai mặt nha anh em nhé, nó được hai mặt như này. Đấy, mặt bên này, cánh bên này cũng có mà cánh bên này cũng có gương. Đấy, thì khi mình đi đánh con cút đấy thì nó rất là ok. Đấy, thì bây giờ mình cái mảnh gương này mình đã cắt sẵn theo cái cỡ để vừa với lại cái mẹt này, vừa với lại cái chiều ngang của cái mẹt này. Đấy. Thì cái mẹt này dùng để đánh chích chòe thì như anh em biết xem ở cái video của mình trước đây. Đấy. Cái video này đã hướng dẫn rất là kỹ anh em cách dùng mẹt để đánh chích chòe như thế nào. Này, đưa ra bên ngoài như này. Được chưa? Bên này thế anh em gập, anh em đưa ra bên ngoài này. Đưa cả con sâu ra ngoài này luôn. Đấy, được chưa? Sau đó anh em thu lại như này. Thu lại như này. Thì con sâu với cái dây đồng này nó không vướng vào cái lưới. Thế còn hôm nay thì mình sẽ không nói sơ qua về cái để đánh chích chòe thôi. Thế còn lại mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách buộc cái gương này vào, chế thành một cái mẹt để đi đánh cho anh em đi đánh cút nhá. Thì trước khi vào chia sẻ với anh em thì mình nói luôn là mình có bán cái mẹt này với giá là 180.000, là đã bao gồm cả tiền cước vận chuyển nhá. Mẹt đa năng dùng để đánh chòe và đánh cút thì giá 180.000 đã bao gồm cước vận chuyển tại cái thời điểm hiện tại. Thì đây là không tính cái mảnh gương kia anh em nhé. Còn anh em nào mà lấy hai mảnh gương này nữa là giá 200 tròn. Đấy, về anh em thích chế cháo thế nào chế cháo. Thế còn để đánh cút này anh em nhé, nếu mà để đánh chim cút ấy, thì anh em dùng gương. Thế còn để đánh chích chòe thì mình đã chuẩn bị sẵn cho anh em hai cái sợi dây đồng này anh em này. Khi anh em khi mua hàng, khi đặt hàng nhớ là phải báo là gửi cho hai cái kèm hai sợi dây đồng đấy nhá. Hai sợi dây đồng này anh em này. Hai sợi dây đồng bé này. Đấy. Đây. Hai cái sợi dây đồng bé này để anh em buộc sâu nhá. Ở đây hôm nay mình lại cái con sâu rồng thì mình lại hết rồi. Sâu rồng thì nó to hơn. Thế còn con sâu này, sâu gạo này thì nó bé hơn. Con sâu rồng thì nó to hơn đây rất là nhiều, thì anh em làm mồi để đánh mồi thì rất là ok. Nhưng mà có anh em thì dùng cái này để xiên vào, nhưng mà như thế nó chết con sâu. Nhưng mà theo mình thì cứ lên buộc nó vào kẹp kẹp như này là ok nhất. Con sâu nó dẫy lâu, nó không bị chết. Đấy, hơi vặn này một tí là được. Vừa chặt tới này là được. Đấy, sau anh em buộc vào đây. Như cái video kia mình hướng dẫn anh em rồi, mình chỉ nói sơ qua lại thôi. Đây, anh em buộc trực tiếp vào đây luôn. Đây, anh em buộc như này. Cái này được là nó vào nó ăn là nó dẫm lên cái cầu tử này. Nó dẫm lên cầu tử, con sâu thì nó ngoe ngoáy như này. Bên này anh em nhìn nó rõ không? Đây nhá, mình đưa này. Đây, cái này là mình buộc sơ qua thôi, chứ còn ở trong cái video trước ấy thì mình đã hướng dẫn anh em cách buộc con sâu rất là chi tiết rồi. Mình không hướng dẫn lại nữa. Đây, mình hướng dẫn qua về cách buộc sâu này thôi nhá. Đây này anh em này. Đây này. Đấy, sau anh em buộc ra nó sẽ ngoe ngoáy như này. Đấy nhá. Thì cái video đấy mình không nói lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em chế cái này thành cái nụp, cái mẹt để đánh chim cút nhá. Đây là cái mẹt này. Đánh chim cút thì cái này cũng dùng hai cánh luôn.
Đấy thì anh em như này, hai cái mảnh gương mình chuẩn bị sẵn cho anh em này. Cái mảnh này về mình đã mài sẵn cái cạnh này rồi, nó không được, nó không còn sắc nữa, anh em cũng không lo nó đứt tay đứt chân này nữa. Nên mình đã lấy rũa mình mài đi rồi. Còn anh em nào về cẩn thận nữa thì mài thêm đi tí nữa cho nó không còn sắc nữa là ok. Đấy, ở đây mình mài rồi. Đấy, mình đút ở đây nhá, đút ở đây này anh em này. Đây này, quay ngang này ra cho anh em nhìn nhá. Đút cái này vào đây cho nó luồn qua cái lẫy chuyển động này này. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy một cái bên này thì anh em luồn qua bên này nha. Đấy, sau đó là anh em quấn buộc dây lại thôi. Nhà mình gần đường cho nên là nó ồn quá, anh em xem video thông cảm. Đấy, chặt như này. Ok, đấy thế là được. Anh em cắt những cái đầu dừa này đi cho nó đỡ làm sơn này. Đấy, thấy chưa? Thế là mình được một cái lụp để đi đánh cuốc nhá. À, để đánh để mình đánh cút nhá. Đây này anh em nhìn này, thấy chưa? Đấy, xoay cái máy quay chưa? Đấy, khi con cút vào nó nhìn thấy cái hình của nó ở trong đây thì nó sẽ đá. Đấy. Đấy, được chưa? Khi di chuyển anh em chỉ gặp lại lên như này là. Tầm này 8 giờ, 9 giờ sáng rồi mà chỗ nhà mình nó vẫn cứ ở mầm như thế đây nhỉ? Đấy, khi anh em di chuyển thì anh em chỉ việc gặp lên như thế, cầm sách nhà đi để treo xe rất là tiện lợi anh em nhé, rất là tiện lợi. Thấy chưa? Đấy, khi đến thì anh em bỏ ra đấy. Thì cái đánh cút ấy thì anh em chỉ cần đặt cái nụt này thôi, đặt cái nụt này như này. Đặt cái nụp như này. Thế còn khi con cút nó vào nó ăn. Đây này, cái này mình cài nối xuống này, cho nó nhạy này. Cái này, thế này. Đấy, khi con cút nó vào, nó đi vào chỗ gương này này, nó cứ xoay gương nó đánh này này thì là nó sẽ sập luôn. Để mình lấy cái này để thử. Đây này. Đây nhá, để cái mặt gương đây anh em nhìn nhá. Nó nhìn thấy gương cái bóng của nó trong này. Đấy, nó cứ thế này nó đá thôi. Nó đá vào lót, nó tưởng là đối thủ của nó là nó cứ đá. Thế còn loa anh em đặt đây hoặc là lựa cái gốc cây, là đặt cái mẹt này vào rìa rìa gốc cây thì anh em treo loa lên cây, tức là loa nó ở cái tầm cao cao này thì con cút nó cứ đi xung quanh nó tìm thì nó dẫm vào đây, nó nhìn thấy gương là nó dẫm vào. Đấy thì nó dẫm vào. Đấy thì là sập ngay anh em nhá. Đấy, này. Có thể anh em lưới này chè vào cút là thoải mái thì anh em không lo bị lọt. Đấy. Được chưa? Đấy, rất là tiện lợi nha anh em nhé, không phải tốn kém mà đánh rất dễ cơ động. Chứ anh em đánh bằng cái cung ấy, cái cung thì cũng có nhiều người đánh, nhưng mà cái cung đánh thời bây giờ thì nó hơi lạc hậu tí, là nó phải là dọn chỗ tạo lối rất là vất vả. Anh em có thể dùng cái này kết hợp với lại cái bộ thòng cút, chỉ cần mấy chân thôi, cần 2-3 chân thòng cút thôi. Đây này, thòng cút đây này. Đấy thì là anh em kết hợp cắm vào thì là sẽ bắt được cả con đi vào lẫn con ở ngoài nha anh em nhé. Đấy, được chưa? Thế là mình đã chia sẻ anh em cái cách để chế cái mẹt thành cái mẹt đánh cút, mẹt chè thành mẹt đánh cút. Chỉ có 200.000 cả gương, cả bẫy và cả tiền cước anh em nhé.
khi em nhận chỉ phải thanh toán 200.000, đúng 200.000, không có một khoản nào hơn. Đấy, một cái sản phẩm này. Và anh em thích đánh chòe thì đánh, thích đánh cút thì đánh. Rồi, video đến đây là hết. Thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình. Thì còn sản phẩm này, anh em mua thì liên hệ qua cái số điện thoại trên màn hình. Nhận hàng, được kiểm tra, sau đó mới phải thanh toán anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em.